chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì lấy cảm hứng từ những thanh kiếm katana đến từ Nhật Bản, kết hợp cùng sức mạnh của loài rồng có sẵn của MSI, thì trước đó mình đã có một video nói về katana GF76, và dòng katana này thì còn có cả GF66 nữa. Vậy thì GF66 có gì khác biệt so với 76 thì cùng mình tìm hiểu trong video nhé. Vì mang nét đặc trưng của lưỡi kiếm katana vừa mỏng vừa sắc sảo thì ngôn ngữ thiết kế của GF66 cũng y như vậy. Thân máy mỏng chỉ là 24,9mm, trọng lượng là 2,1kg, thế nên là tính di động cực kỳ cao, rất là dễ dàng cho các bạn mang theo bất cứ đâu. Mức độ hoàn thiện thì nói chung là tốt, không có chi tiết thừa, vẫn mang nét đặc trưng của dòng GF, tông màu chủ đạo thì vẫn là đen và đỏ. Logo của MSI thì vẫn ở chính giữa, nhưng mà thay vì màu đỏ thì lần này MSI đã chuyển thành logo màu đen chìm giống với màu của máy, thế nên là bao phủ toàn bộ máy sẽ đều là màu đen lì luôn. Phần bản lề thì sẽ được đặt ở hai bên khá là cứng cáp, các bạn có thể mở bản lề một tay luôn, rất là dễ dàng. Mức độ hoàn thiện rất là chắc chắn. Bản lề của MSI ngày nay thì đã được MSI cải thiện khá là nhiều so với ngày trước. Khi đánh máy thì hiện tượng rung lắc màn hình cũng không xảy ra, thế nên là hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Thiết kế rất là lịch sự này phù hợp với mọi đối tượng người dùng, dù là game thủ, dân văn phòng hay là những người làm về sáng tạo nội dung thì MSI Katana đều có thể đáp ứng được. Nói chung về thiết kế thì không có gì quá nổi bật, đơn giản, tinh tế thế nhưng mà vẫn rất là mạnh mẽ và gaming. Nếu như GF76 là một mẫu màn hình lớn lên đến 17,3 inch thì ở GF66 sẽ là màn hình tiêu chuẩn 15,6 inch. Cạnh viền màn hình thì cực kỳ mỏng, cạnh trên thì sẽ được trang bị webcam. Màn hình này sẽ là màn hình Full HD, tấm nền IPS cùng tần số quét cũng là tiêu chuẩn luôn 144Hz. Với 72% NTSC thì chất lượng màu sắc đem lại ổn để các bạn có thể chơi game, lướt web, xem phim và phục vụ cho các nhu cầu giải trí khác. Nhưng bù lại cho màn hình thì cấu hình có sự nâng cấp rõ rệt khi mà mức giá vẫn cực kỳ dễ chịu, khi Katana GF66 chỉ hơn 29 triệu đồng. Chúng ta sẽ có Intel Core i7 11800H 8x16 luồng, RAM 8GB có thể nâng cấp tối đa lên đến 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Và chúng ta hãy từng một vài bài test với cả 3050 nhé. Phần test game vừa rồi thì hiệu năng của 3050 các bạn sẽ chơi được game trên độ phân giải là Full HD và setting ở mức 2. Và ở các tựa game vừa test thì vẫn cho các bạn thấy được là mức FPS ổn định này, nhiệt độ không quá là cao. Và về phần nhiệt độ thì hệ thống tản nhiệt của Coolboost 5 sẽ đảm bảo cho các bạn với 2 quạt và 6 ống dẫn nhiệt cùng với khe hút gió được tạo hình tổ ong dưới đáy máy, vừa tăng tính thẩm mỹ này vừa tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Thêm vào đó thì MSI đã gia tăng đường kính bên trong ống dẫn nhiệt, đồng thời sử dụng keo tản nhiệt độc quyền để làm mát liên tục, qua đó thì sẽ đảm bảo hiệu năng tối đa dù là bạn chơi game nặng trong một thời gian dài. Về phần bàn phím thì Katana GF66 có hành trình phím sâu, cảm giác bấm tốt, người dùng có thể nhanh chóng làm quen trong quá trình sử dụng, và được trang bị đèn LED là nền đỏ đặc trưng của MSI vẫn sẽ được áp dụng để tăng tính nhận diện thương hiệu. Còn về touchpad thì độ hoàn thiện của nó sẽ ở mức vừa đủ dùng, với bề mặt phủ nhựa cùng kích thước sẽ ở mức trung bình. Cổng kết nối thì các bạn sẽ có một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, cổng mạng LAN, HDMI, jack audio combo và cổng nguồn. Và đó thì là tất cả những gì về Katana GF66. Với mức giá của một chiếc laptop gaming tầm trung hơn 29 triệu đồng thì GF66 chắc chắn là sẽ phục vụ tốt nhu cầu chơi game và học tập online. Đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.